Đồng hồ thì một trong phát minh cổ nhất của con người. Khi con người có yêu cầu xác định một tiến trình xảy ra trong một khoảng thời gian là nhanh hay lâu. Một trong giải pháp đầu tiên mà con người biết đến là đồng hồ mặt trời. Nhưng chỉ có thể đo được những khoảng thời gian nhỏ ban ngày bằng cách sử dụng bóng của mặt trời chiếu lên qua những cột mốc. Loại đồng hồ chúng ta biết đến ngày nay hình thành vào khoảng thế kỷ 17 và xuất phát từ châu Âu. Những chiếc đồng hồ thì đã trải qua lịch sử hàng trăm năm. Đi cùng với những năm tháng đó là không ít sự thật mà chắc rằng dù một dân chơi đồng hồ cũng chưa chắc đã biết. Chính vì vậy để cùng Tai Hai Channel đến với 7 chiếc đồng hồ kỳ lạ nhất. Ở vị trí 7 chính là chiếc đồng hồ cúc cu to nhất của đất. Đồng hồ chim cúc cu là loại đồng hồ cơ sử dụng con lắc để điều chỉnh giờ. Điểm nổi bật nhất loại đồng hồ này là tiếng chim cúc cu sẽ vang lên mỗi khi chuyển sang khung giờ mới, thay cho tiếng chuông thông thường. Có hai loại đồng hồ chim cúc cu. Loại thứ nhất chỉ hoạt động được khoảng 1 ngày sau mỗi lần lên dây cót. Loại thứ hai thì có thể duy trì lên tới 8 ngày. Chiếc đồng hồ cúc cu to nhất của đất nằm ở Chibet. Riêng chú chim đã nặng 150 kg, cao hơn 4 m. Đây cũng là quê hương của những chiếc đồng hồ chim cúc cu. Chibet nằm ở vùng rừng đen Black Forest thuộc nước Đức xa xôi. Thợ đồng hồ Frank Keller ở làng Chibet là người tạo ra chiếc đồng hồ chim cúc cu đầu tiên với tên gọi là đồng hồ chim cúc cu Black Forest vào năm 1730, cách đây hơn 280 năm. Đến Chibet, anh em sẽ như lạc vào thế giới hoạt hình của Disney cùng những ngôi nhà gỗ truyền thống với sắc màu cam hồng tươi tắn. Cửa hàng lưu niệm mang tên Ngôi nhà 1000 đồng hồ thì như một cái đồng hồ khổng lồ với một gia đình gấu. Sang giờ mới là cả gia đình chạy ra chạy vào, tiếng cúc cu vang cả thị trấn nhỏ. Vào đến cửa hàng đồng hồ, anh em sẽ tiếp tục choáng ngợp với một dựng đồng hồ chạm trổ cầu kỳ to nhỏ các kiểu. Tưởng tượng là đến giờ mới, cả trăm cái đồng hồ kêu cúc cu chắc là hay phải biết. Sáu, đồng hồ báo thức bằng mùi cà phê. Với rất nhiều người thì cà phê là bạn đồng hành không thể thiếu mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Một ly cà phê ấm nóng là điều tuyệt vời để khởi động ngày mới. Nếu bạn cũng như vậy thì để Taga giới thiệu với anh em chiếc đồng hồ báo thức bằng mùi hương cực kỳ đặc biệt này. Bỏ qua đồng hồ báo thức cổ điển và đồng hồ tích hợp trên điện thoại thông minh, SensorWake là chiếc đồng hồ báo thức mới có khả năng đánh thức người dùng bằng nhiều mùi ngon, thú vị và sức thúc đẩy. Chiếc đồng hồ này có nhiều mùi hương khác nhau để lựa chọn. Ví dụ là bữa sáng lục địa là sự pha trộn cơ bản giữa mùi cà phê espresso và bánh xương bò nóng. Còn Candy Rush là hỗn hợp của mùi đào, dâu tây. Ngoài ra chiếc đồng hồ còn có mùi thơm của cỏ, lá cây, sô-cô-la và cả mùi tiền mặt nữa. Mỗi hương thơm được chứa ứng một chiếc hộp hình chữ nhật có thể được dùng 60 lần. Khi mà đến giờ báo thức, một cánh cửa sập trong chiếc SensorWake mở ra và từ từ khuếch tán mùi hương vào không khí. Trong cái thử nghiệm thí điểm, tất cả những người dùng chiếc đồng hồ mới lạ này đều thức dậy trong vòng 2 phút. Trong trường hợp người dùng bị nghẹt mũi, tiếng chuông quen thuộc sẽ bắt đầu reo sau 3 phút. Đây là tiện ích mới do Guillermo Roland, một sinh viên đại học người Pháp 18 tuổi, muốn tìm kiếm một phương pháp thú vị hơn để thức dậy mỗi sáng. Năm, đồng hồ chạy chậm tới 6 phút trên khắp châu Âu. Năm 2018, đồng hồ một số nước châu Âu mất đi sự thống nhất. Lúc đầu thì không ai để ý. Qua vài tháng, người châu Âu nhận ra thời gian đang trôi chậm hơn. Tất nhiên đây không phải câu chuyện chỉ trong phim ảnh mà đã xảy ra trong thực tế. Tính từ tháng 1 năm 2018, tất cả đồng hồ điện tử được tích hợp trong lò nướng, lò vi sóng và máy pha cà phê đều đã chạy chậm đến 6 phút. Nguyên nhân hóa ra lại do một cuộc tranh chấp giữa Kosovo và Serbia về việc ai sẽ có trách nhiệm trả tiền điện. Nếu mà anh em chưa biết, các đồng hồ thiết bị điện tử tại nhiều gia đình sử dụng tần số điện để giữ mốc thời gian. Điện năng được chuyển tới hộ gia đình dưới dạng dòng điện xoay chiều. Khi mà dòng điện chuyển qua chuyển lại nhiều lần trong một giây. Ở châu Âu hay Việt Nam, tần số này quy định là 50 Hz, có nghĩa là dòng điện xoay chiều khoảng 50 lần một giây. Tuy nhiên, vì phương pháp này phụ thuộc quá nhiều tần số điện nên chỉ cần một thay đổi nhỏ tần số, đồng hồ trên các thiết bị điện sẽ bị chậm ngay lập tức. Và đó chính xác những gì đã xảy ra với nhiều hộ gia đình tại châu Âu. Theo SOE, cơ quan giám sát mạng lưới điện lớn kết nối 25 quốc gia tại châu Âu, sự thay đổi tần số dòng điện xoay chiều đã gây ra sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên lưới điện, đồng thời làm sai lệch đồng hồ. Câu chuyện này nổ ra sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Trong khi đó thì Serbia vẫn không công nhận Kosovo là một quốc gia chủ quyền. Chính bởi vậy, sự mất cân bằng trong cung và cầu ở Kosovo đã khiến hệ thống lưới điện của 25 quốc gia tại châu Âu lâm vào khủng hoảng do mạng lưới điện năng ở châu Âu được kết nối chung giữa nhiều nước.
4. Đồng hồ âm lịch cuối cùng. Hai lần trong một tuần, trong suốt 50 năm qua, Mensur Janta leo lên một tòa tháp có tên là Satkula. Đây là tháp đồng hồ mặt trăng công cộng cuối cùng. Công việc của Janta là thiết lập lại thiết bị. Nếu ông ta quên, tòa tháp sẽ im lặng trong vài ngày. Nhưng Janta thì không bao giờ quên. Trong những năm 1990, Sarajevo đã phải chịu một cuộc bao vây kéo dài trong 1425 ngày. Đây là cuộc bao vây tồi tệ nhất và dài nhất trong chiến tranh hiện đại. Vô số thương dân đã bị bắn tỉa ở bắn hạ, nhưng Janta vẫn tiếp tục đến thăm tòa tháp và tránh được bị bắn bằng cách nào đó. Thực tế là hiện nay, mọi người đã mất khả năng xem thời gian âm lịch và họ thích đồng hồ kỹ thuật số hơn. Mặc dù vậy thì tháp đồng hồ Satkula vẫn tiếp tục được bảo tồn. Ở vị trí 3 thì đó chính là chiếc đồng hồ cơ lâu đời nhất. Nhà thờ Salisbury, còn được gọi nhà thờ chính tòa của Đức Trinh Nữ Maria, là một nhà thờ Anh giáo ở Salisbury, Anh. Khoảng năm 1386, giám mục nhà thờ lớn Salisbury đã mua chiếc đồng hồ. Hồi đó nó là niềm tự hào cộng đồng, nhưng ngày nay nó trông giống một cỗ máy công nghiệp hơn. Các bánh răng là bánh xe sắt lớn. Thật đáng kinh ngạc, đồng hồ Salisbury đã 600 tuổi và vẫn đang tiếp tục báo giờ. Thật vậy, đây là đồng hồ cơ lâu đời nhất vẫn hoạt động. Hai, bí ẩn về những con lắc đồng bộ. Thực tế, các cặp con lắc đồng đưa có thể đồng bộ với nhau đã được quan sát lần đầu tiên bởi nhà khoa học vĩ đại người Hà Lan Christian Huygens tận từ hồi thế kỷ 17. Nhưng như Jonathan Pena Ramirez và Henry Meiser giải nghĩa, mãi cho đến ngày nay, các con lắc đồng bộ vẫn khiến nhà nghiên cứu phải vò đầu bứt tai. Huygens thì có nhiều phát minh, trong đó có đồng hồ con lắc, dụng cụ mà ông tin rằng có thể giúp giải thích một trọng thách thức khoa học to lớn nhất ở thời ấy. Tuy nhiên là cơ cấu con lắc của Huygens có một điểm yếu, hầu như không thể chế tạo hai đồng hồ con lắc giống y hệt nhau, nghĩa là sẽ luôn có một con lắc chạy chậm hơn hoặc là nhanh hơn con lắc kia. Vì thế nếu một đồng hồ ngừng chạy, thì cho dù có khởi động lại cho nó khớp giờ với con lắc còn lại, nhưng nó vẫn bị lệch. Mặc dù Crichton không có công cụ toán học giải thích hiện tượng kỳ lạ này vào giữa thế kỷ 17 vì giải thích vẫn chưa được phát minh, nhưng ngày nay chúng ta biết rằng ông đã hiểu đúng cơ chế nền tảng của nó. Sự đồng bộ là do hai đồng hồ truyền năng lượng cho nhau thông qua thanh gieo chung ở dạng các dao động cơ. Nhưng vẫn có nhiều câu hỏi chưa trả lời hơn 350 năm sau khám phá của Huygens. Chẳng hạn những yêu cầu tối thiểu cho sự tự đồng bộ là gì? Có phải mọi cặp con lắc cuối cùng đều đồng bộ với nhau hay chỉ xảy ra những loại nhất định mà thôi? Rồi bạn có thể làm đồng bộ nhiều hơn hai con lắc hay không? Và vị trí đầu tiên trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc đồng hồ nguyên tử chính xác nhất vũ trụ. Nhà khoa học trẻ người Mỹ gốc Trung Quốc Sun Ce đã phát hiện ra chiếc đồng hồ chính xác nhất vũ trụ bằng cách sử dụng chất đồng vị Strontium 87. Nếu bắt đầu hoạt động từ lúc khởi sự Big Bang cách nay 13,8 tỷ năm, cho đến nay chiếc đồng hồ này chỉ bị trễ có 1 giây. Sun Ce từng tự hỏi bản thân nhiều lần rằng chế tạo chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới để làm gì. Với đa số chúng ta sống ngày qua ngày, thậm chí là trong những giờ phút may mắn nhất của cuộc đời, chúng ta cũng chẳng thấy lợi ích gì khi phân chia thời gian thành những khoảnh khắc ngày càng nhỏ hơn nữa. Nhưng theo giải thích của vị giáo sư vật lý, nghiên cứu thời gian không bao giờ là vô ích. Thời gian không chỉ là trung tâm của mọi hoạt động mà còn là chìa khóa để hiểu được sự vận hành của vũ trụ. Càng đi vào chiều sâu thời gian nguyên tử, càng thấy những ứng dụng phi thường của nó. Yun Jae cũng nhận thấy khả năng cải tiến những đồng hồ nguyên tử là vô hạn, kéo theo những tiến bộ khoa học. Và video đến đây thì lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe tại channel ngay tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.